Chào anh chị các bạn, lại là mình, mình là Truyền Hữu. Và hôm nay trong video clip này Hữu sẽ test cùng lúc hai cây micro BCK850 của hãng Tasta và cây mic AKG B120 trên tay của Hữu đây. Thì thực ra thì Hữu cũng muốn tặng cho các bạn ca khúc thôi. Nếu mà test song song như vậy thì có thể là các bạn anh chị nó không khách quan, không có biết mic nào như mic nào, nó khác nhau về cái gì. Thì Hữu hát xong Hữu sẽ phân tích cho các bạn. Và cái sau kẹt Hữu đang dùng là Focusrite 22. Và Hữu sử dụng cái dây lai vàng đang cắm vào cái điện thoại để cho các bạn nghe âm thanh. Cái dây mono nha mọi người nha, âm thanh mono. Và đầu tiên Hữu sẽ tặng cho các bạn ca khúc Sôi Động trước và sẽ nói chuyện với người sau nha. Ok, ca khúc Remix. Thiên ở trong vũ trụ này hoài xa xôi, riêng mình ôm gống trời hạt ngọc đêm rơi rồi. Ai cũng mong hóa giàu về nghèo phân ai, sai từ ngay lúc đầu tình bạc như phôi. Tiếc là mình không có nhau, tiếc là đời qua đến đâu, hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu. Này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem, sao mà mơ treo cao như hoa hái đưa. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em, anh đợi em về. Thì rằng nếu lá mai này có sông vầy vẽ ngôi nhà bông hình em trong đây, vì mà em đã ra đi phút chia ly mất quên mi khi nào em về. Lặng nhìn nỗi đau cho tàn đó vàng giữa mấy ngàn truyền tình ta. Yeah. Hát bằng hai mức luôn. Chuyện đi anh mang thai trong màu da, trời có tiếng đau thương và trên mi có mong mình sáng. Rời mới có tay nhau dù nên tận tay tay đón tay, vậy mà giờ không thành người ở lại còn lại không đành. Trong nhung nhớ anh đau chất cuồng kia vỡ trái ngàn duyên ta lỡ. Một phút trong quá ngủ ngơ ai lang thang đi trong giấc mơ, chuyện tình mình đâu ngờ một hành trình một đời tôn thờ. Tiếc là mình không có nhau, tiếc là đời qua đớn đau, hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lắm lem, sao mà mơ treo cao như hoa hái đưa. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em, anh đợi em về. Thì rằng nếu lỡ mai này có sớm về vẽ ngôi nhà bóng hình em trong đây, vì mà em đã ra đi phút chia ly mất quên đi khi nào em về. Lặng nhìn nỗi đau cho tàn đó bàn xưa mấy ngàn truyền tình ta. Ok, ok, Hữu sẽ nói cho các bạn nghe cái cảm nhận của mình và đánh giá một cách khách quan cho các bạn về hai cái mic này. Thì cái K850 này thứ nhất á, là nó bắt tiếng nhạy hơn cây AKG B120 rất là nhiều. Đấy, cái độ hút mic thì nó sẽ hơn cây AKG. Thứ hai, tiếng của cái chất âm của lại K80 nó sáng. Nói chung nó tròn, nó sáng và nó ngọt. Ok, sáng, ngọt và nó bắt mic xa hơn ha. Mặc dù là cái thương hiệu Tasta này á, nó là cái dòng mic của hãng Trung Quốc, nhưng mà nó rất là hay với cái đời BCK850. Hữu đánh giá rất là cao cái mic này. Hát rất là nhẹ, tiếng tương đối thanh và ngọt. Còn AKG B120 này thì nó sẽ cho chúng ta một cái chất âm dày. Bắt mic cũng tương đối nha, bắt mic cũng tương đối ok, chất âm là dày, đầy. Đó. Và trên cái mic AKG B120 có các tần số, các lô cách và chúng ta có thể cắt trừ xuống 20 decibel. Đấy, thì có các tần số. Thì hai cái mic này nó rất là chất lượng khi chúng ta kết hợp với lại cái sao kẹt Focusrite 22 solo hay là Icon để các bạn sử dụng. Đặc biệt nếu có thêm phần mềm của B5, Q10 nữa thì chúng ta hát rất là hay, giống như Hữu vừa hát xong. Hữu nói lại cái combo này Hữu sử dụng nè: mic AKG B120 với lại BCK 80.
cái dây mà Hữu đang cắm là cắm trực tiếp vào cái dây điện thoại Hữu quay, chứ Hữu không có thu âm hay là dựng clip hay là dựng giọng MP3 rồi chúng ta quay rồi dựng lại. Tất cả âm thanh các bạn nghe là xuất từ cái sao kẹt Focusrite đi lên cái dây lai vàng. Hữu khẳng định lại đây là âm thanh mono, không phải là âm thanh stereo như những anh chị khác giới thiệu nha. Đây là cái dây lai vàng cho ra âm thanh mono. Đấy, các bạn thích sản phẩm muốn đến trải nghiệm trực tiếp để so sánh hai cái mic này, các bạn đến 74 Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Còn các bạn, anh chị muốn Hữu hát và phân tích mic nào với mic nào cùng lúc thì các bạn có thể comment bên dưới để Hữu hát cho các bạn nghe. Ví dụ các bạn muốn hát, Hữu muốn hát so sánh hai mic nào thì các bạn comment bên dưới nha. Các bạn để comment, Hữu sẽ đọc và trả lời và Hữu sẽ làm clip cho các bạn những video sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại những video sau nha. Bye bye.